Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và công tác biên phòng, kịp thời phát hiện xử lý các tàu cá vi phạm khai thác IUU, trong đó xử lý vi phạm hành chính 56 vụ, 56 tàu cá, 58 đối tượng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh thành công 2 chuyên án chủ trì phối hợp, bắt giữ 167 vụ trên 216 đối tượng, thu giữ 42 kg cocaine, 739,92 gram ma túy các loại, 105.892 lít dầu DO, 78 kg pháo nổ các loại và nhiều tang vật vi phạm khác. Trao tặng 500 suất quà, 2.500 kg gạo, 20 xe đạp, tổng trị giá hơn 516 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, học sinh hiếu học. Trong 6 tháng cuối năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nề nếp công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật, duy trì thực hiện nghiêm túc các giải pháp chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu.